Em tên là Lê Thị Nguyệt Nga, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Gia Lai và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Công việc chính của em là giáo viên. Dạ. Giáo viên dạy cấp mấy em? Dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn. Chào quý khán giả, em tên là Mạnh, em quê gốc từ Hà Tĩnh. Hiện thì em đang công tác tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Em làm bên truyền hình số. Cụ thể là em làm gì? Hiện tại thì em đang là trưởng phòng kỹ thuật. À, làm kỹ thuật. Chưa có nghe bạn trai nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. Bây giờ bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là biết quan tâm chia sẻ với bạn bè, biết lắng nghe. Khuyết điểm của em có nghĩa có lẽ là nóng tính, với lại hơi kỹ tính và dễ chán. Dễ chán ở đây có nghĩa là tình cảm. Ví dụ gặp bọn nam mà không có hiểu em lắm hoặc là không có biết quan tâm tới mình hoặc là gì đó thì em sẽ rất là dễ chán. Dễ chán người yêu nguy hiểm lắm mà. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Thực ra thì em cũng chưa có mối tình chính thức nào ạ. Gặp ai cũng chán hết trơn hả? Dạ không. Như quen bao lâu là em chán? Chắc là do em không có duyên với ai hết nên là thực ra gặp một thời gian thì hai người không có liên lạc nữa thì người ta đi lấy vợ mất tiêu rồi. Ráng nha, đừng làm gì cho bạn ấy chán nha. Chán là xong luôn á. Rồi bạn trai thì sao? Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì em biết hút thuốc. Nhiều không? Cũng không nhiều lắm đâu. Rồi bỏ bớt nha. Thường hay đi nhậu. Hay nhậu nữa. Hai cái điểm yếu ha. Thôi thôi. Cũng hay rụt rè trong cái vấn đề về tình cảm giữa nam và nữ. Mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Hả? Lý do là sao em? Trước thì cũng có thích nhưng mà thích thì thích vậy thôi nhưng mà chưa đâu vào đâu hết. Đi nhậu quá ai chịu. Bây giờ có người yêu rồi bỏ nhậu bỏ thuốc được không? Hên xui. Hên xui hả? Tức quá sao hai người mà không có người nào có mối tình nào hết vậy? Em chơi là em chơi với bạn trai hay chơi với bạn gái? Đa số là gái nhiều hơn trai ạ. Rồi em chơi với bạn thì em có mau chán bạn không? Dạ không ạ. À bạn gái là chơi hoài. Mà bạn trai là mau chán. Em thích đi chơi với bạn bè hoặc là gặp một bạn nam nào đó trong nhóm thì mình đặt về vấn đề bạn bè nhiều hơn tình cảm nên mình chưa có nghĩ sâu xa như vậy. Em có thích cái cô bạn gái nào đặc biệt không? Dạ không. Em có chắc là em thích con trai không? Nhiều khi cũng nghi ngờ lắm nên giờ phải nhờ đến chương trình để tìm bạn trai cấp. Có nghi ngờ luôn hả? Vâng ơi, đó giờ có thích con gái không? Có chứ. Có nắm tay lần nào chưa? Chưa được nắm lần nào. Trời ơi. Em có nắm tay bạn trai nào chưa? Chưa có bạn trai. Gọi là người cuối cùng còn sót lại. Hai người còn sót lại. À hai người còn sót lại. Ủa đó giờ em có tán gái lần nào chưa? Tán rồi nhưng không có được. Tán sao? Thì cũng được bạn bè với các anh chị chỉ cho cách tán. Chỉ là sao bí kíp tán gái của em sao mà không dính được gì cho nghe. Thì cũng họ cũng chỉ cho cách gặp mặt nói chuyện rồi rủ đi cà phê đi khách sạn. Ôi cái gì vậy ông ơi, cái gì chưa nắm tay mà ông đi khách sạn hả? Ông ơi quay cái ghế qua đây coi. Rồi. Ông giỡn mặt hả? Bởi vậy mới ta mới bỏ chạy đó. Trời đất ơi, ai chỉ ác vậy? Ai chỉ gì? Dạ bạn bè. Bạn em chơi ác quá. Rồi em có thí nghiệm với ai thử chưa? Dạ chưa được. Người ta chạy mất dép. Chưa có cơ hội để rủ đi. Không chắc cũng có thử rồi em. Mới quen nhau em đi khách sạn rồi. Trời xong. Trời ơi tôi hiểu tại sao ông thế rồi. Là biết kiếp nó có xài chưa hỏi thiệt. Xài thì mới xài. Chỉ xài cái cách để bắt đầu nắm tay thôi. Làm ta ve rồi. Tại ta biết cái ý đồ sâu xa thôi. Chưa nắm được. Nhưng mà cái mặt cứ toát lên cái chữ khách sạn nên người ta đi. Hiểu không? Từng bước sao? Từng bước cái bí kíp đó, bước trang 1, trang 2, trang 3, trang cuối. Giờ nói nghe thử coi. Phải nói hết luôn. Đúng rồi, mình nói hết mấy trang rồi, tôi chỉ trang nào xài được. Đầu tiên thì cứ tập làm quen, nói chuyện vu vơ về quê quán. Rồi, quê quán à. Rồi, sau đó thì vẫn cứ tiếp tục như vậy, khoảng 4-5 hôm sau thì mình chủ động nắm tay họ đi. 4-5 hôm chủ động nắm tay gì rồi, sao nữa? Nếu mà họ rụt tay luôn thì thôi mình bỏ qua. Trời ơi. Vậy là anh chỉ mới đi được tới cái bước đó thôi đó đúng không? Rồi nếu rồi nắm tay mà nếu người ta để thì bước kế tiếp là gì nữa? Nếu mà họ thấy người ngượng run run có ý định giật thì mình nắm chặt luôn. Rồi, nắm được luôn rồi, sao nữa? Mình chỉ cần mình nói khách sạn. Không có. Thì lúc đó mình chỉ cần nói câu sau này mà thành vợ chồng thì ông trời ông định rồi. Còn bây giờ có duyên thì chúng ta cứ nắm mặt với nhau đi. Trời, ai đưa bí kíp gì đâu. Tầm bậy, tầm bạ. Bậy, tầm bạ không?
Trời ơi, mới 4 năm hơn mà nhào vô nắm tay tới rồi. Tao đứng lên coi coi sao lỏng khổng lòng khổng vậy nè. Nhậu quá, hút thuốc quá mà mập không nổi. Cao mét mấy? Dạ, mét 72. Ngồi ngồi xuống đi, đâu có tật xấu gì nữa không? Không có đâu, chỉ có hai cái đó. Muốn lấy người vợ như thế nào? Dễ nhìn, hiền, da trắng chứ. Cái gì không thích ở người bạn gái? Móc lai á. Móc lai là gì? Nhiều màu á. À, nhuộm tóc á hả? Có gì đâu cũng thích, ta nhuộm đẹp mà. Ta nhuộm phụ nữ phải làm đẹp chứ. Nhuộm nhiều màu quá, nhìn xấu chứ. Không bỏ nhậu đi, người ta không nhuộm. Bên kia mà không nhuộm thì em về bỏ nhậu. Nhớ nha. Rồi, ok. Nếu lấy nhau về thì ở đâu? Đang có ý định mua đất ở Củ Chi. Ờ, phải vậy chứ. Bạn thích ở khách sạn được. Đừng có nghe theo cái bí kíp của ổng nha không? Bình tĩnh rồi, ngồi Huyên đến qua anh xem đàn gái thế nào nha. Ồ, chào em gái. Nãy giờ em nghe nãy nói chuyện em cảm nhận như thế nào? Cũng là một người khá vui vẻ. Bạn thật thà, bạn không có giấu. Đúng rồi. Đó là một điểm rất hài lòng với bạn. Chứ không phải như người ta giấu đi thì em không thích. Nhưng mà thấy thế thì nó cũng hơi nhanh. Mới quen ở đây khách sạn này kỳ. Không, cái đó người ta dạy ảnh thôi. Dạy. Mà ảnh mới làm có tới cái bước là hỏi thăm nhà cửa xong cái chuẩn bị nắm tay là người ta đi rồi. Người mẫu lý tưởng của em như thế nào? Nói chung là phải vui vẻ, tự tin. Anh này vui rồi đó, anh thấy là vui rồi đó. Cao 1m7 là được rồi đó. Rồi. Có trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống. Với lại một người hướng về gia đình nhiều hơn. Không có hói, không có bụng bộ là em thích rồi. Em thấy không thích một người đàn ông hút thuốc. Nhậu hút thuốc luôn nữa. Cái đó về bỏ được sau được mà. Em bỏ móc lai đi. Là anh bỏ uống rượu thuốc. Đây móc lai quá rồi luôn, móc câu luôn. Có hình mẫu giống ai không? Dạ có. Giống ai? Em thích diễn viên Hồng Đăng. À vậy à? Dạ. Hôm nay em đi có đi với người thân mình không? Dạ em có đi với em trai, em gái với lại bạn đồng nghiệp của em ạ. Chào chú Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Trai hút thuốc không có gì cả anh ạ. Còn về còn về uống rượu á thì là một người đàn ông phải có bạn bè, gặp bạn bè thì phải uống thôi, mình không uống không được. Trời đất ơi, em gì lạ lùng vậy, bên thế nào vậy em? Chắc phe bên đây quá. Còn nếu anh có nhu cầu mua đất Củ Chi thì cứ liên hệ em. Ôi bán đất hả? Trời ơi, khách hàng tiềm năng, hàng chi chịu luôn, nhậu nhẹt gì cũng chịu, bán đứng chị gái luôn hả em? Em nói vậy thôi chứ còn về anh chị tìm hiểu nhau, quyết định sao là của anh chị. Nhưng mà em thấy ảnh như thế nào? Anh được không? Được. Rồi, cảm ơn em. Đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em. Sếp chị bí quyết rồi hả? Chào chị Cát Tường với anh Quỳnh Linh. Thấy Mạnh thì thật thà, nói chung giao việc gì làm hoàn thành việc đó. Chỉ có sợ nhất là mũi nó làm không được, đó là cô gái không được thôi. Thành ra em mới giao cái bí kíp đó đúng không? Còn bí quyết thì chắc khả năng đồng nghiệp thôi chứ còn em không dám. Cô gái cũng được. Tham gia chương trình này là một cái duyên, cho nhau cơ hội rất là điều tốt. Ông anh của mình sẽ nói thêm. Em gái đây thì theo anh thấy thì bên công việc thì nếu mà giáo viên thì thấy cũng rất là ok đó. Dạ. Thấy được, cũng xinh xắn cũng được. Theo anh nghĩ cũng được đó cậu ơi. Hợp lý ha anh ha. Tiến tới được, ok. Cảm ơn anh. Ăn thua là em quyết định thôi đó. Mạnh thì chỉ có một khuyết điểm là hơi yếu thôi. Kéo mà. Rồi, không gian này của bạn đó. Xin mời hai bạn. Chào bạn. Dưới nhắc Hoa Hoa kìa. Hoa là bài 1 đó. À, cảm ơn. Thực ra thì mình cũng, trong tình cảm thì mình cũng ít nhát lắm. Ví dụ nhà bạn thì có mấy anh chị em? 4 anh em. 4 anh chị em à? À. Ngồi thẳng coi ông trời, giới tính sao mà ông ngồi ông quằn quèo hoài vậy? Bạn gái nói chuyện xong là tiến hành trình bí kíp nha. Nhanh thân. Ông nhanh đâu thì hỏi tấn công liền chứ. Bạn có gì muốn hỏi mình không? Có chứ, nhiều lắm. À vậy thì sao bạn không hỏi? Em có dự định ở Sài Gòn luôn hay về Đắk Lắk? Nga thì xác định lập nghiệp ở đây rồi. Nên là cũng muốn một người bạn nam của mình là lập nghiệp và sinh sống tại Sài Gòn luôn. Nga dạy ở chỗ nào? À, hiện tại thì Nga làm giám thị ở trường Võ Thành Trang và dạy tự do bên ngoài là chính. Địa chỉ á? Nga ở quận Tân Bình, còn làm việc ở quận Tân Phú. À, vậy cũng gần mà. Ủa, bạn ở đâu? Ở quận 12, phóng lên cái vèo tới liền. Ồ, sát bên, mình ở sát quận 12. Cảm nhận về nhau thế nào, nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Đừng có lắc lư đâu cái đầu nha. Có cảm nhận gì về mình không? Không. Hèn chi ông ế là đúng rồi nội. Bây giờ bác nhìn thẳng vô bạn gái ngồi im nè. Rồi, mình thấy bạn gái là người như thế nào? Dễ thương. Quá dễ thương rồi gì nữa? Mà tại sao ế đến giờ? Chi? Thiệt á, tự nhiên câu sao bỏ đi.
làm lại. Em ơi, thí dụ anh muốn mời em đi chơi đi, hẹn giờ lúc nào? Em ơi, tiếp đi. Nếu anh muốn hẹn em đi chơi thì vào thời gian nào thì anh hẹn em đi được? Chỉ cần báo trước là Nga sắp xếp được lịch. Tại Nga dạy buổi tối thì thường là đi dạy kèm tại nhà, nên là lịch có thể thay đổi. Dạy tối nữa luôn hả? Dạ. Vậy gặp nhau thế nào được? Thường thứ bảy chủ nhật thì Nga ít khi xếp lịch vào ngày đó lắm. Vậy thứ bảy chủ nhật anh hẹn em đi chơi nha. Đúng rồi. Cho nắm tay cái nói chuyện, chưa có ai nắm tay lần nào hết. À vậy dạ. Rồi bây giờ mình tiến tới mình nắm tay 30 giây để mình cảm nhận. À, nắm tay không nói gì luôn á. Ủa, nắm tay cảm nhận. À cảm nhận hả? Ừ. Hồi đó chưa thấy ai chị nắm tay nó hôi. Đứng lên, mạnh mẽ lên coi. Bên kia không cho hả? Xin. Nói trước đi nói. Nói sao? Nói em cho anh xin nắm tay một cái. Bạn muốn quen mình bạn phải mạnh mẽ tự tin lên. Ừ, nói đi. Cho anh nắm tay em. Đó. Rồi. Rồi, nắm tay chứ phải bắt tay. Rồi đứng yên đi. Trời ơi, cái móng tay ông mà dài dữ vậy. Rồi, chưa quên. Nắm chặt vô. Cảm nhận thấy làm sao? Mềm, ấm. Nói với cổ kìa. Anh nắm tay em cảm giác mềm và ấm gì đó nói đi. Hơi run run á. Mình thấy bạn đang run á chứ mình không có run. Thì anh đang nói anh mà. Không cãi gì nữa. Anh thấy cảm giác nắm tay em anh thế nào đó giờ nói. À, em muốn nắm tay anh suốt đời không? Trời ơi, khủng khiếp chưa? Ông xé luôn rồi, ông vô căn cuối luôn rồi. Thực ra thì nắm tay nhau suốt đời không thì mình nghĩ cái đó cần có thời gian. Hôm nay gặp trên đây là một cái duyên rồi. Còn cái nợ hay không á, thì Nga nghĩ còn tùy thuộc vào cả hai bên. Thôi mình tự sắp đặt luôn đi. Ủa cái trang này ai dạy hay quá vậy? Trang này mới nghĩ ra. Ờ đó, chính kiến của mình là được. Thấy không? Chính xác. Mình phải tự nghĩ ra, đừng học ý kiếp của ai hết trơn á. Chứ giờ nắm mà hỏi khách sạn cái là bóp bóp liền, đúng không? Ảnh nói câu đó em phải trân trọng. Suy nghĩ thật kỹ nha. 3 tiếng đếm. Trở lại bí kíp cũ rồi. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi bây giờ nắm tay đi. Lần đầu tiên các bạn sẽ hôn nhau. Lần đầu tiên. Hôn ở đâu anh? Thích đâu thì hôn ở đây. Nó yêu mà nó hỏi tôi hôn ở đâu nữa. Hôn đối diện luôn nha. Ừ. Cho không? Hỏi người hôn nghị mà họ cho không? Anh hôn nha. Ông hù dọa người ta quá, ông hôn thụ hôn lẹ đi ông ơi. Anh làm bối rối hơn luôn. Hôn đi. Anh quay chỗ khác nè. Hôn vậy tao không có thấy. Hôn má bên đây nè. Nè hôn má bên đây mới được nè. Mọi người thấy luôn chứng kiến. Mẹ em cố gắng chịu đựng đi. Nhanh lên. Để nguyên, để nguyên. Để nguyên. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bóc chụp cái gì vậy? Thì hai người đi đâu? Tối rồi đi ăn thôi. Em tên là Thanh Xuân ạ. Hiện nay em đang làm ở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ạ. Em đến từ Bắc Ninh ạ. Em năm nay cũng 33 tuổi rồi ạ. Sống ở Hà Nội hay Bắc Ninh luôn em? Em sống ở Bắc Ninh ạ. Mời bạn trai. Chào anh Quân Linh. Chào chị Cát Tường và bạn kia. Chào các quý vị khán giả. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Thọ, Đặng Chí Thọ, sinh năm Quý Hợi 1983, sống và làm việc tại Hà Nội. Ủa, bạn Thọ là từ Hà Nội vào đây luôn? Đã, em bay vào đây. Dạ. Hôm nay có hai người từ Hà Nội bay vào, một người từ Bắc Ninh, từ Hà Nội ha. Bắc Ninh là cách Hà Nội bao nhiêu cây anh Linh? Cũng mấy chục cây à, cũng gần mà, không xa đâu. Thọ làm công việc gì? Em làm về giám sát các tập đoàn tài chính. Giám sát các tập đoàn tài chính. Bên em có quy định một số các cái nhóm công ty mẹ con hoạt động chính yếu trong lĩnh vực tài chính, và có 2/3 các công ty hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm thì thuộc cái diện bọn em theo dõi và giám sát, hiện giờ là giám sát từ xa. Ồ, tôi nghĩ rằng là cũng hợp bên kia đó, bên kia cũng làm về tài chính, về ngân hàng. Rồi, bạn hãy giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em thì cũng là một người phụ nữ mà công dung ngân hạnh.
Còn khuyết điểm thì em có một cái hạn chế là em cũng hay giở cao su. Ví dụ hẹn hò vậy là trễ bao lâu? Chắc là em cũng phải trễ tầm đến 10-15 phút ạ. Ôi, 10-15 phút thì chấp nhận được. 10-15 phút, phụ nữ lúc đấy đang trang điểm mà em đợi từng tiếng được ạ. Đúng rồi. Dạ. Cứ miễn là đi được việc là được rồi. Được rồi. Anh nói vậy là mai mốt cổ càng nghĩ lại, cô cho anh đợi nữa thì anh đừng đổ thừa ông mai bà mối nha. Không sao chị ơi, em riêng phụ nữ làm đẹp thì em đợi được. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có tìm hiểu hai người nữa. Hai người. Vâng. Nhưng mà em nghĩ là do câu chuyện của duyên số. Và ngày hôm nay thì em cũng rất là có duyên để gặp anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, anh bên đây và các anh chị khán giả ở đây ạ. Em cũng rất hy vọng là biết đâu là có một kết quả tốt đẹp. Chị cũng hy vọng như vậy, khỏi uổng công mình đi vào đây xa xôi ha. Xin thông báo thế này nha. Cái câu chuyện của hai bạn này để nói cho các bạn thấy rằng hôm nay bạn rất có duyên với nhau. Yeah. Lần trước chúng tôi đã thông báo lịch gặp hai bạn một lần rồi. Yeah. Nhưng bạn gái bên kia bận. Tháng trước đó thì em cũng thấy bên nhà đài thông báo thì lại có cái đột xuất. Tháng này mọi người thông cảm chút là đáng ra thì cũng có thể khó để em chạy vào trong này được. Nhưng mà cũng đã rất cố gắng để chạy vào đây và mong mọi người thông cảm chút là hiện giờ em đang khó về cử động, em đang bị gãy xương. Bạn bị gãy xương, thấy cái tay có thể không bắt tay được luôn nữa. Và đợt này bạn ấy cố gắng vào đây, như vậy là một cái duyên rất là lớn ha. À, bên kia cũng đã trải ra hai mối tình rồi, tới mình chia sẻ việc của mình đi ha. Mối tình đầu tiên thì em yêu từ hồi sinh viên khoảng 4 năm gì đó thì có chia tay. Sau đấy thì khoảng 6 năm sau thì em lại có yêu một người khác nữa, cũng được 2 năm. Tuy nhiên cái điểm mà lưu ý ở trong này đây là sau khi mà chia tay cái người yêu thứ hai á thì có một thời gian em có gặp lại cái người tình đầu tiên á, và hai bên có với nhau một em bé con gái năm nay gần 4 tuổi. Tức là em trở lại mối tình đầu tiên. Đúng rồi anh. Và lấy con nhau. Dạ đúng rồi. Có một bé gái. Dạ. Và đã ly hôn từ hồi năm 2015. Lý do tại sao ly hôn em? Thực ra thì ai cũng muốn giữ hạnh phúc gia đình cả. Nhưng mà có ba thứ em thấy là nó ảnh hưởng tới hôn nhân. Thứ nhất là lời nói đã buông đi. Thứ hai là những mũi tên về thù hận, về xích mích nhau đã bắn ra rồi thì khó thù lại. Và cái thứ ba là tình yêu đã mất thì rất là khó để có thể hàn gắn được, cho dù là cả em và cả bên vợ cũ đã có một số cố gắng. Tuy nhiên nhìn chung là hai cá tính quá là mạnh mẽ. Một bên nếu mà mềm đi, buông đi một chút thì ok. Nhưng nếu mà bên nữ mà vẫn cứ rắn quá và không chịu mềm để hai bên cùng hòa hợp. Hiện giờ là con đang ở với ai anh? Dạ, con giờ đang ở với mẹ chị ạ. Bạn gái em có suy nghĩ gì không về cái hoàn cảnh của anh? Hiện tại em có ngại gì không? Hiện tại thì em nghĩ là cuộc sống thì mỗi người một cái duyên ấy. Chắc là em cần phải ít nhất là em cũng phải nhìn mặt của anh. Và em có những cái buổi tiếp xúc nó gọi là trong những cái một cái khoảng thời gian để mình hiểu về nhau nhiều hơn, hiểu rõ về con người của nhau nhiều hơn. Thì lúc đó em mới có được những cái nhìn nhận chuẩn hơn ạ. Thôi cái chuyện đó một lát nữa thì hai người gặp nhau mình sẽ trực tiếp hơn về hoàn cảnh sống hay công việc của nhau ha. Dạ, vâng. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Một người bạn trai thì em cũng rất là thích một người thứ nhất là một người tâm lý ạ. Tâm lý hiểu và có thể chia sẻ cùng em mọi vui buồn trong cuộc sống ấy. Và thứ hai là khi mà mình sống là mình có thông cảm với nhau chứ, để không tạo một cái sức ép tâm lý nào cả ấy. Còn gì nữa không em? Nói chung em cũng thích một người đàn ông lãng mạn một chút. Lãng mạn một chút. Bạn trai em có phải là một người lãng mạn không? Em nghĩ em là người lãng mạn chị ạ. Em là người rất là chiều người yêu. Cái đấy gần như cũng là cái yếu điểm của em ấy. Tại vì sau này ấy, thì người yêu là hay có nuông chiều quá, thành ra nhảy lên đầu, lên cổ mình. Trời. Nhà em là nội ngoại đều có gen kính vợ hết chị ơi. À vậy hả? Bây giờ bạn trai muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Thực ra thì em có nhu cầu tiến tới tìm vợ ấy. Ví dụ em có cảm tình với cái đài các của Ý Lan. Gần đây em có thấy rằng là em chỉ cần phấn đấu một phần của một chị thôi. Chị tên Dạ Thảo ấy. À. Được một phần chị đấy là được rồi. Gia đình chỉ cần thế là được thôi. Chào chị. Rồi chào. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đối với phụ nữ thì em nghĩ rằng là phụ nữ đừng có nói nhiều quá thôi chị. Thế là được, và đừng có soi mói người khác. Còn khi nào mà về làm vợ ấy thì đừng có cái thói là mong muốn kiểm soát, sở hữu và điều khiển chồng quá mức là được. Hai bên dầm qua dầm lại nhau, nhìn nhau, nhường nhịn nhau là được chị. Thế thôi. Bạn nghĩ bạn có tật xấu gì không?
Tật xấu của em là tiêu hoa đấy. Nhìn chung là mình cũng sống tiết kiệm thôi, nhưng đôi khi hứng thú lên là xóa luôn. Ngoài ra thì nhược điểm của em là nhiều khi mọi người nhìn vào ban đầu á là thấy em hay thuộc dạng khó, nhưng mà chơi với nhau khoảng độ qua được 2-3 buổi á thì em sẽ cởi mở hơn nhiều. Nếu như bây giờ được thì mình nghĩ khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân? Đấy, em nghĩ rằng là hôn nhân thì khi mà tìm hiểu nhau, bạn nữ mà cảm thấy phù hợp. Thực ra hoàn cảnh của em nghĩ rằng một người phụ nữ cần phải có sự thông cảm, vị tha về có những hoàn cảnh riêng. Cho nên nếu mà cái thời điểm ấy thấy phù hợp mà thưa với bố mẹ hai bên ok thì mình tiến tới thôi, không quan trọng về thời gian. Em nghĩ cái đấy không quan trọng lắm. Rồi, được rồi, cảm ơn bạn. Rồi, để anh Quang thăm đàn gái coi sao nha. Xin chào anh. Xin chào em. Hồi nãy anh có nói là cái yêu cầu của anh kiếm người vợ nó giống như vợ của anh vậy đó. Và anh tên Dạ Thảo mà. Và anh này cũng hiền, dân miền Trung. Thấy em cũng hiền lắm á. Nhưng mà nãy có cái chuyện nó rất là nhạy cảm nữa, là chuyện tình cảm của anh á, đổ vỡ do cái người phụ nữ hình như là không chịu xuống nước, hình như căng quá. Vậy nếu như bây giờ hai người mà có một cuộc cãi vã nó căng thẳng lắm, em thấy không thể nào được thì em có chịu xuống nước không? Em nghĩ là cơm sôi rút lửa thì sẽ là tốt hơn. Thế vâng, thế nhưng mà có điều là nếu như mà anh lúc nào anh cũng luôn luôn cho là anh đúng thì cũng không phải là một cách tốt, bởi vì là đôi khi là mình phải biết lắng nghe thì và mình phải biết nhìn lại vấn đề để khai mở ra những điều tốt hơn ấy. Đúng rồi, vâng. Chính xác vậy, không phải là lúc nào mà cũng đúng hết, nhưng mà lâu lâu được lần thôi chứ không phải được hoài, đúng không? Lâu lâu anh có thể thể hiện tính một chút tính của anh cũng không sao ạ. Rồi, hôm nay em có đi với ai không? Em có đi cùng với cả anh nhà bác em ạ. Dạ, chào anh ạ. Anh thấy bạn bên đây thế nào, có hợp với lại em của anh không? Thì em nhìn qua cái phong thái cũng như cái bề ngoài của bạn thì em thấy cũng được. Bạn tuổi 83 đúng không? Dạ. Thì anh thấy được lắm em ạ. Rồi, cảm ơn anh. Em trai đi với ai? Em đi với bố em. Dạ. Bố từ Hà Nội vào luôn à? Dạ vâng. Dạ, cháu chào bác. Anh Cát Tường, chị Quỳnh, anh Quỳnh đi với Cát Tường. Dạ. Đến hôm nay thì bác cho vài lời phát biểu về bạn gái bên này, bác thấy như thế nào? Em chào bác đi. Vâng, con chào bác. Hôm nay rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai cháu nó gặp nhau. Dạ. Tôi thấy là đây là một cái cơ hội rất tốt mà để các cháu kết nối với nhau, giao lưu rồi tâm tư triển vọng với nhau để sớm đạt được cái nguyện mục đích và các cháu là mong muốn. Dạ. Rồi, cảm ơn bác. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn sẽ có một không gian riêng để nói chuyện với nhau ha, để hiểu nhau vì nhiều hơn. Kéo màn. Rồi, mời bạn. Không gian này luôn có các bạn đấy. Chào anh. Thông cảm anh ấy. Anh có hoa tặng em. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nhà em có món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp ích cho anh nhiều thứ trong cuộc sống ạ. Cảm ơn em. Thấy sách là thấy mê rồi đấy. Em cũng hay đọc sách lắm. Anh hỏi trước nhé. Em làm ở BIDV khu nào Bắc Ninh nhỉ? Em làm thành phố luôn ạ. Em ở nhà là có mấy anh chị em? Nhà em có 3 chị em là lớn, còn 2 em trai nữa. Thế tốt quá. Em cần hỏi gì anh không? Thế là anh hiện nay anh đang sống ở khu vực nào ạ? Anh sống ở quận Ba Đình ạ. Thế là anh quê gốc ở Hà Nội luôn ạ? Không, anh quê gốc ở Thanh Hóa. Anh ở Hà Nội mới được có 18-19 năm rồi. Nếu mà hẹn hò thì chúng ta sẽ hẹn hò thế nào các bạn? Em nghĩ chắc là em chạy sang Bắc Ninh cho dễ. Còn cuối tuần nếu mà em rảnh thì mà có dịp thì mời em chạy lên Hà Nội. Em cảm ơn anh ạ. Các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em thấy bạn gái xinh xắn dễ thương. Với lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Em thấy anh có giọng nói rất là hay, nhưng mà em nhìn mặt anh không thấy hình khó tính. Hôm đầu, hôm thứ hai, qua những buổi đêm em sẽ thấy anh sẽ hòa đồng hơn nhiều. Hồi nãy anh có nói là nếu như gặp gỡ lần đầu tiên thì chưa có thoát khỏi cái giống như tỏ ra tự vệ chút xíu, lần thứ hai là xóa luôn đúng không? Xưa sinh viên anh dạy cũng hay nói là anh nhìn có vẻ khó nhưng mà sau chơi dễ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau, tất cả những cảm nhận đó bây giờ chúng ta nhắm mắt lại để xem
trái tim mình có rung động hay không. Chúng tôi không khuyến khích các bạn bấm bằng mọi giá, mà hãy xem con tim mình nó mách bảo như thế nào. Bởi vì mỗi lần bấm nút, chúng tôi luôn nhắc đó là một lần trao duyên cho nhau. Mình có rung động mình mới bấm, không rung động không bấm. Hãy để tay nút bấm các bạn. Đây, đây. Cái tay trái nó không tới. Thấy chưa? Tay phải không bấm. Thấy chưa? Dạ, thấy dạ. Chưa? Ok. Ok. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ mình nắm tay thật này. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn đã có duyên để đến với chương trình, có duyên nói chuyện với nhau. Anh nghĩ rằng là thời gian sau cái duyên đó nó sẽ càng ngày phát triển nếu chúng ta gọi là thực sự của nhau.